quý vị, hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị quán triệt triển khai kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và nghị quyết số 169 về chương trình hành động của Chính phủ. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cả về nguồn lực kinh tế, tri thức và nguồn lực mềm. Tính riêng năm 2021, lượng kiều hối của Việt Nam ở mức 18,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 5% tổng thu nhập quốc gia. Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới nêu 6 nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại và hỗ trợ bà con giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương đã trình bày tham luận, nêu thực trạng và giải pháp, kiến nghị để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. Hôm nay 30 tháng 6, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay của Đảng với hơn 4.100 điểm cầu kết nối trực tuyến với hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Một trong những điểm nổi bật nửa năm qua đó là kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý và tin tưởng cho người dân cũng như doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt hơn 728.000 tỷ đồng. Từ mức giảm sâu ở quý 3, quý 4 năm 2021 ở mức âm, GDP tăng 3,82%, quý 2 năm 2022 ước tăng 5,73%, phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương của thành phố cần đánh giá kinh tế của thành phố đã phục hồi mạnh mẽ, đồng bộ chưa. Có ý kiến chuyên gia cho rằng việc phục hồi chưa đạt mức tiềm năng. Về mặt tồn tại hạn chế, theo đánh giá trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức có nhiều nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục phát triển kinh tế, tăng cường sự lưu thông nguồn vốn, tạo việc làm, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn là điểm nghẽn vì vướng nhiều thủ tục, dự án, không tạo ra giá trị cho nền kinh tế, doanh nghiệp. Do vậy, cần nhận định về phục hồi, nhận diện tồn tại vướng mắc để từng đơn vị từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc để công việc được chạy nhanh nhằm đẩy nhanh phục hồi và tăng tốc trong năm 2023. Tại phiên họp, nhiều vướng mắc trong một năm qua đã được nhiều đại biểu nêu ra, gồm chuyển đổi số, phục hồi phát triển du lịch, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh hay giải quyết tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính về đất đai, trong đó nổi bật là vướng mắc khi thực hiện chính quyền đô thị. Nhiều ý kiến nêu vấn đề vướng mắc khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại 16 quận, Ủy ban Nhân dân các quận từ cấp ngân sách thành đơn vị dự toán ngân sách, gây lúng túng trong điều hành ngân sách ở các cấp. Sở Tài chính thành phố đang phát sinh thêm khối lượng công việc rất lớn nên thiếu nhân lực. Ngoài công việc trước đây, một công chức thẩm kế phải phụ trách 80 đến 160 đơn vị cấp quận. Thành phố cũng đã bố trí cái gói điều hành chung về ngân sách cho 16 quận khi thực hiện chính quyền đô thị. Tổng là 749 tỷ đồng để các quận có thể dùng cái nguồn này để bổ sung cho cái khoản nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh. Đối với vấn đề xây dựng đề án logistics, theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố, hiện 7 trung tâm logistics trong đề án đã hoàn tất thủ tục nên trong những tháng cuối năm 2022 sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư để thực hiện. Thì chúng tôi đã phối hợp với Hiệp hội Logistics, các trường và doanh nghiệp để tiến hành thực hiện cái rút ngắn cái khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động. Cái thứ hai là cái kế hoạch để chuyển đổi số trong cái lĩnh vực logistics. Hiện nay chúng tôi đang cùng với tư vấn để xây dựng cái nền tảng để kết nối những cái ứng dụng đang rời rạc, nó trở thành một cái sử dụng chung. Liên quan đến vấn đề dịch bệnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
biến thể phụ của Omicron đã thay đổi toàn bộ. Bộ Y tế vừa công bố biến thể BA.5 đã có mặt ở Việt Nam, nên nguy cơ ca mắc tăng nhanh trong thời gian tới là rất cao. Tuy nhiên hiện nay số lượng tiêm mũi 4 vẫn chưa nhiều. Sở Y tế cũng đưa ra cảnh báo dịch sốt xuất huyết năm 2022 có nguy cơ bùng phát nếu không có giải pháp quyết liệt. Với những tồn tại vừa nêu ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, mặc dù trong quý tư năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong việc tháo gỡ các vướng mắc. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn còn, đó là giải quyết các thủ tục hành chính. Điều này ảnh hưởng đến việc hấp thu vốn, kể cả việc giải ngân vốn đầu tư công cũng gặp khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị 6 tháng cuối năm các sở ban ngành các địa phương tập trung thực hiện 12 giải pháp, trong đó quyết liệt thực hiện 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra, đảm bảo thu chi ngân sách của thành phố, đồng thời rà soát 49 nội dung chương trình đề án trong 3 chương trình đột phá của thành phố, quyết tâm đến tháng 10 này tất cả các đề án phải đưa vào triển khai thực hiện, không còn nằm trên giấy nữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ quy hoạch kinh tế xã hội, rà soát bổ sung quy hoạch chung thành phố và thành phố Thủ Đức. Chúng ta tập trung quyết liệt để triển khai các cái dự án đầu tư công, có các cái giải pháp đồng bộ, hiệu quả để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt chỉ tiêu vào cuối năm. Thì theo đó là từng dự án đầu tư công phải có kế hoạch tiến độ và chúng ta duy trì cái giao ban đầu tư công hàng tháng để chúng ta kiểm tra và chúng ta phát huy hoạt động của các cái tổ công tác. Một là tổ giải phóng mặt bằng, hai là tổ các dự án có vốn lớn, thứ ba là cái tổ giải ngân ODA. Đó, và tổ này rà soát lại từng dự án vướng ở đâu và sẽ có cái đề xuất tháo gỡ. Chúng ta tập trung hơn nữa các cái giải pháp cho các cái ngành công nghiệp mà phục hồi chậm trong 6 tháng, các cái ngành dịch vụ trọng điểm, cũng như là tập trung các giải pháp để phục hồi du lịch. Như tôi đặt vấn đề ngay ban đầu, khi du lịch phục hồi thì cái tác động lan tỏa kéo của du lịch rất là lớn. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên một lần nữa nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện chiến lược y tế sau phục hồi kinh tế. Thời điểm này cần chú trọng tập trung phòng chống các dịch bệnh đang phát sinh tại thành phố, làm sao các địa phương phải triển khai đồng bộ, từ đây mới có thể ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Tiêm vaccine đối với COVID-19 là phải tăng cường và phải khuyến nghị người dân. Mà Sở Y tế theo dõi báo cáo là khi đã có thông tin thì người dân sẵn sàng, người dân người ta cũng chủ quan thấy nó ổn rồi, thì có khi cũng lơ là. Nhưng khi thông báo, các đồng chí có nói với tôi là khi thông báo có biến chủng mới là người ta trở lại tiêm. Và vấn đề thứ ba trong vấn đề này là củng cố ngay cái trung tâm y tế và y tế cơ sở, phải chuẩn bị sẵn sàng hết các cái phương án. Thứ hai là bình ổn giá hiện nay, các đồng chí à, chúng ta phải làm thế nào tính toán cái bình ổn giá cho nó tốt. Trong đó lưu ý giùm tôi cái sách giáo khoa, làm sao để cho con em của mình đừng có phải bắt gia đình phải chi phí mà lẽ ra có thể tính cách khác được. Thì tính dùng cái chỗ này cho nó ra được cái bài toán làm sao giảm đến mức tối thiểu. Cho nên mong các đồng chí cũng chia sẻ tinh thần này bằng những cái việc tiếp tục phát huy cái tinh thần chủ động, nghiên cứu, triển khai, mỗi người làm đúng và làm tốt cái nhiệm vụ của mình được giao. Nhận diện được những hạn chế vướng mắc sẽ là cơ sở để cả hệ thống được vận hành tốt, đẩy nhanh phục hồi, tạo đà tốt nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Liên quan đến nội dung này, các báo số ra sáng nay nêu ý kiến đóng góp của các đại biểu để kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tăng tốc trong thời gian tới. Nêu ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho rằng kinh tế xã hội thành phố phục hồi sớm hơn kỳ vọng và mang lại tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, tình hình giá nguyên vật liệu tăng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về giá và quan tâm triển khai các chương trình bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Chúng ta vui mừng khi vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta còn nợ với nhân dân vì chưa hoàn thành dự án Vành đai 2 hay bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Metro số 2.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thành phố đang rà soát lại các công trình, dự án lớn để có giải pháp triển khai như khu đô thị Bình Quế, Thanh Đa, quận Bình Thạnh kéo dài nhiều năm, hay mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xóa được nhà trên và ven kênh rạch. Đồng chí chia sẻ thêm, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị các nội dung đề xuất kiến nghị Thủ tướng trong buổi làm việc vào tháng 7 tới để tạo đà tăng tốc trong năm 2023. Với đề án chuyển các huyện, thành quận hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói, đó là lộ trình dài hạn, không phải năm 2022 bàn thì năm sau được đáp ứng và đừng để giá đất bị đẩy quá cao khi việc chuyển lên chưa thành. Riêng vấn đề giáo dục, lãnh đạo thành phố chỉ đạo trước mắt chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các hoạt động hè và năm học mới. Về vấn đề học phí, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sửa đổi mức học phí theo quy định nhưng chưa tiến hành thu trong năm học 2022-2023 và tiếp tục hỗ trợ học phí cho các em. Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 46 năm thành lập quận Bình Thạnh năm 1976-2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thi biểu diễn tiểu phẩm với chủ đề Tự hào Bình Thạnh. Mỗi khu phố thành lập một đội thi với ít nhất 4 thí sinh là các cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Mỗi đội thi sẽ tham gia biểu diễn một tiểu phẩm không quá 12 phút về các nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với sự phát triển vươn lên của quận Bình Thạnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua hội thi đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, phương thức tổ chức các hoạt động phong trào gắn với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đồng thời động viên, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong việc tham gia các nội dung cuộc vận động tại khu dân cư, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày 30 tháng 6, 1 tháng 7 và từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2022, tất cả các loại xe bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cấm xe nhằm tổ chức ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2022 và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Lộ trình thay thế như sau: hướng từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, các phương tiện có thể di chuyển theo hai lộ trình là Lê Thánh Tôn Đồng Khởi Tôn Đức Thắng hoặc Lê Thánh Tôn Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hàm Nghi Tôn Đức Thắng. Hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Pasteur, Lê Thánh Tôn hoặc Tôn Đức Thắng, Công trường Mê Linh, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn. Sở Giao thông Vận tải lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ tạo điều kiện. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 1 giờ sáng nay 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 cho đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày mai, 1 tháng 7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Ngày 29 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Madrid, Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung nêu rõ các nhà lãnh đạo của khối đã thống nhất về khái niệm chiến lược mới và nhất trí mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này. Khái niệm chiến lược mới của NATO nhấn mạnh có rất nhiều nhân tố đang thách thức các lợi ích của khối, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định của các nước trong liên minh. Ngoài ra, NATO
quyết định tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao lên mức trên 300.000 quân. Nội dung tuyên bố chung của NATO nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên giúp NATO an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và khu vực châu Âu Đại Tây Dương ổn định hơn. Liên minh này cũng dự định tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Bắc Âu, tổ chức thêm các cuộc tập trận quân sự và tuần tra hải quân trên biển Baltic để đảm bảo an ninh cho hai nước này. Quyết định kết nạp Phần Lan và Thụy Điển cần được Quốc hội của 30 nước thành viên NATO thông qua và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quá trình này sẽ được đẩy nhanh hơn bình thường. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO nhất trí gói hỗ trợ dài hạn dành cho Ukraine bên cạnh hàng tỷ đô la đã được cam kết để hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Kiev. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự hội nghị thượng đỉnh Caspi lần thứ 6, tổ chức tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan. Đây là điểm dừng chân trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tham dự hội nghị, ngoài ông Putin còn có lãnh đạo các nước Turkmenistan, Azerbaijan, Iran và Kazakhstan. Ông Putin đã gọi hội nghị là sự kiện quan trọng với tất cả các nước tham gia. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ giữa các quốc gia ven biển Caspi, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên quan tâm. Bên lề hội nghị dự kiến cũng sẽ có nhiều cuộc gặp song phương giữa các nguyên thủ quốc gia. Theo một số nguồn tin từ Nga, một tổ chức mới với tên gọi Hội đồng Caspi sẽ được thành lập tại hội nghị này, bao gồm 5 nước: Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan. Trước khi đến Turkmenistan, ông Putin đã đến thủ đô Dushanbe của Tajikistan ngày 28 tháng 6. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Caspi, ông sẽ trở về thủ đô Moscow để hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Tại Trung Quốc và Nhật Bản, nắng nóng kỷ lục kéo dài tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Nhiệt độ đo được ở các khu vực phía Tây Bắc Tân Cương, Trung Quốc hai ngày qua đã lên tới hơn 40 độ C, có nơi lên tới 44,3 độ C. Trong khi đó, tại Thượng Hải, nhiệt độ là hơn 35 độ C và tình trạng thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Nắng nóng kéo dài cũng đã khiến mức tiêu thụ điện tại một số khu vực của Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục. Lượng điện tiêu thụ tăng vọt tại các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây cũng như Tân Cương với mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Nhật Bản đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 150 năm qua, đặc biệt là tại khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Dự báo tình trạng nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 28 tháng 6 là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản phải hứng chịu cái nóng tiêu đốt, nền nhiệt độ trên 35 độ C, mức nền nhiệt được coi là nắng nóng cực đoan ghi nhận được ở 914 điểm trên toàn quốc, trong đó có nhiều điểm tại Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nhiệt độ cao sẽ tiếp diễn cho đến đầu tháng 7, đặc biệt là tại khu vực thủ đô Tokyo. Nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Người dân cần hết sức thận trọng, có các biện pháp tránh sốc nhiệt, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi. Thưa quý vị, để giữ một tổ ấm hạnh phúc bình thường đã không dễ dàng. Đối với các gia đình khuyết tật, đó càng là một sự nỗ lực rất lớn. Để tiếp tục lan tỏa yêu thương đối với các gia đình khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu hạnh phúc gia đình Vầng Trăng Khuyết với sự tham gia của 50 gia đình người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Hai vợ chồng em gặp nhau trong học cùng một cái trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi ở huyện Hóc Môn. Lúc đó em học kế toán ở trong trung tâm dạy nghề khuyết tật đó. Thì ngày nào mỗi lần em ngày đi học á thì em đi ngang qua lớp của anh Út. Thì ngày nào cũng nhìn thấy anh làm những cái hình rất là ngộ nghĩnh, rất là dễ thương, thì em mới rất là thích, em rất là mê những cái hình ảnh đó, thì mê nghề, mê người luôn. Bí quyết thì cũng không có bí quyết gì, chỉ là hai vợ chồng thương yêu nhau rồi cứ làm cô dung đắp hạnh phúc trên thành phố này. Sống nó nhiều cái áp lực về kinh tế, nhưng cái đó nó cũng không làm là được cái khó cho mình. Mình phấn đấu lên là nó sẽ vượt qua. Để đến được với nhau, gia đình anh Út, chị Thủy đã phải vượt qua rào cản rất lớn của gia đình, bản thân, định kiến của xã hội. Nhưng anh chị cũng như nhiều gia đình khuyết tật khác đã chứng minh, họ tàn nhưng không phế. Họ đã vượt lên chính mình, phấn đấu rèn luyện, học tập, học nghề để mưu cầu cuộc sống. Cạnh đó, họ cũng có trái tim khao khát yêu thương, muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Buổi sáng thì vợ chồng đi làm nghề massage, còn thêm bán hàng online trên mạng.
Thường gia đình người ta là cái chuyện nào mà khó khăn thì hay bức bối, hay nạt nộ, hay la lối, nhưng mà vợ chồng mình thì không có. Là mọi chuyện là phải cố gắng dịu dàng ở cái mức có thể nhất để mà chia sẻ với nhau. Tại vì ở nhà đã khó khăn vậy rồi mà mình còn khó khăn với nhau nữa thì nó không có hay á. Mình cần phải quan tâm nhiều hơn đối với gia đình của người khuyết tật, bởi vì họ cũng có cái quyền được cái mưu cầu hạnh phúc như những người bình thường. Chúng tôi muốn truyền đi một cái thông điệp rằng dù chúng ta có tàn nhưng không phế, như lời Bác Hồ nói. Mỗi người tuy có hoàn cảnh khác nhau, dạng tật khác nhau, nhưng đều có điểm chung là muôn vàn khó khăn. Họ vẫn biết vun đắp tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con cái mạnh khỏe, trưởng thành. Chương trình cũng đã dành tặng 50 phần quà cho 50 gia đình tham gia để tiếp tục khích lệ, động viên và lan tỏa yêu thương trong xây dựng gia đình hạnh phúc, dù vầng trăng có khuyết nhưng vẫn sáng đẹp, dịu êm, ấm áp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.